thì bây giờ nói chuyện hôn nhẹ đi, giờ tấn công bệnh đây thì cái người bên đây này có liên vụ ra chạy, còn người này rút vô giữa đang kẹ đây. Một chút mình đang tập trước là nó đá hay không, tập gì thử coi. Ví dụ bây giờ ở đây là tấn công lên thì cái người đây là hộp, cái người này đá hàng dưới nè, thấy không? Mình lên mình sẽ kẹ lên này, thấy không? Thì cái người đá bên đây thì mình tập mình rút vô giữa, rồi ngược lại bên đây cũng vậy nữa. Thì bên đây ví dụ bây giờ bên đây người ta tấn công mình thì cái người này mới ra cản, còn cái người này cái vụ hàng thì ở trên đi, còn hàng dưới bạn này là phải ra cản, còn bạn này ở giữa vị trí vô giữa đạo thủ cũng giữa. Thì thấy bên nào người ta tấn công hướng bên nào thì cái người đá đánh dưới bên đó có nhiệm vụ lên cản, thấy không? Ví dụ bây giờ mình không có buông cho bánh ngái này, cái này là cái trò chơi tập thể, cái tinh thần tập võ là cao. Bây giờ em tấn công cánh nào thì người có nhiệm vụ từ đó ra đi cản người này giúp giữa. Ví dụ bây giờ hai người đá ở trên mà ta qua cái hàng trên rồi thì cái người này nè nhiệm vụ lên kè nè, cái này đứng ở giữa chẳng như thế này chúng ta mới chạy mấy đường mới buông được, chứ mình không có buông theo bên mình đá ở bên đây, mình không có chạy qua đây nữa, mình cứ gì với cái này mình về mình phụ được, mình rút vô đây mình phụ, phải không? Chứ mà có nhào qua đây thì chi cánh qua ai di chuyển, cánh qua ai di chuyển ha. Bây giờ nói riêng còn vậy thôi, ví dụ bây giờ ta tấn công thì giờ mình lực này thì bạn này ra chỉ con này vô giữa, mình cứ vậy chúng ta cản bên đây cũng vậy luôn, bên đây cũng vậy, ở đây tấn công của bên này chỉ con này vô giữa đây mình kẹp phủ ra mình phủ đây, còn những ai cái bạn này là về đường thì chúng ta về phủ, không hãy người ta về mình phải về, bên mình ta tấn công mình phải về, còn mình mà mình tấn công mình phải đi tràn lên, bạn này tràn lên tràn lên, hãy ta tấn công về mình về. Cái kia vẫn nhiều quá, còn hai con này nó đè lên, còn bạn đè lên bạn vô giữa lên bạn đứng ở đây mình thủ cái này mình đè lên đá, chứ bạn gì mình đá, chứ bạn đứng ở đây luôn ta tấn công mình đứng ở đây làm gì đâu, rồi nó tràn lên luôn rồi ta về mình rút về chuyển lên trên ha. À, kêu đá bây giờ ở đây có banh này thì banh dẫn lên đây mình di chuyển lên trên này là mình có tiền mình đá, một chút mình ra mình tập mình chạy thử là mình chắc banh rồi mình chạy sao đi thử coi đi, bây giờ đá phạt nó đi thì mình hỏi đây là người nào cũng đánh nhau đó đi, cứ vậy mình đá. Bây giờ có biên thì mình chạy xuống đây mình kiếm di chuyển đây mình bằng gì mình đá, chứ đừng có kêu người này kêu ông thư ví dụ vào bên đây, còn người bên đây thì sao qua đây nó biên được, phải không? Cánh bên đây thì mình ra mình đá biên mình ra đây mình đá ha. À, rồi bây giờ đá phạt, bây giờ mình khi bị phạt á thì trước mắt là hai bạn ở trên rồi phải về bằng rào trước là bằng rào che bóng trước, giờ ví dụ đá cái này thì rào che bóng, còn hai người này thì kiếm người của bạn mình kè, thấy không? Hai người này cũng về ra hàng rào che bóng lại, bên đây cũng vậy nữa, ta đá lại bên đây thì mình cũng ra hàng rào mình che cái tâm thành á, dụ trang kêu che qua di chuyển sao cũng thành thì thôi vậy được ha. Ví dụ như cũng đá biên cùng về là hàng rào, hai bạn ở trên nè có nhiệm vụ chạy về là hàng rào chúng ta là hàng rào ha. Rồi còn mình đá là sao mình đá, mình cũng muốn đá biên mình đá sao đá, mình cũng yếu được các em thành mình xuất đi nếu mình bị mình được đá lại. Bây giờ chúng ta học cách di chuyển, nếu mình không có chạy thì không có bu theo nó bạn. Ngạn qua đá lúc nào bu nó bạn không à. Bây giờ trước mắt mình định cái bộ quân vậy trước đi, rồi ai bổ sung sao đứng ăn. Bây giờ trước mắt chúng mình ra là chỗ này là nhiệt. Chỗ này nhiệt, chỗ này là làm đào. Trên đây là thư có thư, hoặc đây là thân không thân. Chỗ này có bạn gì chúng tôi gì? Yến hả? Cái này yến hả? Ha, thì cái này mình di chuyển với nhau, mình chạy mình đừng có dồn cục. Ví dụ bên bên đây á thì mình cũng di chuyển bên đây, bạn có bên mình di chuyển bên đây mình cũng nhào qua đây làm gì. Nhớ là hai ông này càng lên để mình tham gia tấn công. Rồi đó, chúng mình ra sân mình tập mình